Lần đầu tiên, một khu đô thị tại Việt Nam công bố triển khai giải pháp hệ thống lọc nước sinh hoạt thông minh. Tại lễ ra mắt vào sáng nay, tại thị trấn An Thới của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chủ đầu tư dự án khu đô thị May Homes Capital Phú Quốc khẳng định đáp ứng các tiêu chí của một khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái. Hệ thống lọc nước sinh hoạt tại đây đủ tiêu chuẩn để hàng ngàn hộ dân có thể sử dụng uống ngay tại vòi. Trong lần ra mắt với vai trò là chủ đầu tư, tập đoàn Tân Á Đại Thành hợp tác cùng tập đoàn Chung Hon Ice Hàn Quốc, đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp y tế môi trường của Hàn Quốc, đặc biệt là lĩnh vực lọc nước, để áp dụng toàn bộ các giải pháp nước tối ưu nhất cho Mel Homes Capital Phú Quốc. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng giải pháp nước sạch thông minh với hệ thống cung ứng nước sạch có mặt khắp nơi, chất lượng nước đạt chuẩn, an toàn, có thể uống trực tiếp tại vòi, đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh cho cư dân. Tôi cũng mong muốn là đầu tư với cái chất lượng cao cấp và những cái ưu thế của tập đoàn chúng tôi cũng sẽ đưa vào. Ví dụ như nguồn nước là chúng tôi hợp tác với tập đoàn Trung Hồ Hàn Quốc để xử lý nguồn nước là uống được tại nguồn. Đấy là một cái điểm khác biệt vượt trội ngoài những cái điểm lợi thế của Phú Quốc là một khu đô thị nghỉ dưỡng. Với diện tích được quy hoạch 55 hecta, trong đó có hơn 8 hecta cây xanh, tiếp giáp với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Phú Quốc như Bãi Trường, Bãi Khem, Bãi Sao, Cáp Treo, Hòm Thơm. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên tại Phú Quốc áp dụng tiêu chuẩn xanh, thông minh, sinh thái, với nhiều tiện ích đồng bộ như trường học liên cấp, công viên, khu vui chơi giải trí, thể thao, công viên chủ đề Edgework, đường dạo bộ ven biển dài hàng chục km. Có thể nói là những năm gần đây thì cái thị trường bất động sản có cái sự phát triển rất là mạnh, đặc biệt là những cái điểm đến có cái đặc biệt về dịch vụ du lịch, trong đó có Phú Quốc. Với các tập đoàn lớn thì ngày hôm nay tập đoàn của Tân Á Đại Thành cũng là một trong những nhà đầu tư vào một số cái dự án, trong đó có một cái dự án cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện đảo Phú Quốc, một cái chuỗi căn hộ cao cấp gắn với dịch vụ du lịch phía Nam An Thới thì sẽ đóng góp cho cái sự phát triển của phía Nam An Thới cũng như của huyện đảo Phú Quốc nói chung. Hiện nay thì cơ bản cái giá đất của Phú Quốc thì đã theo đúng cái ý nghĩa của cái việc thực tế của cái giá đất hiện trạng ban đầu. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.300 các sản phẩm đa dạng, đáp ứng đa dạng nhu cầu để ở và đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo và tiêu chuẩn của một khu đô thị hiện đại tại huyện đảo Phú Quốc.